Hello mọi người, lại là mình nè. Thì hôm nay tớ có một ít chuyện buồn muốn tâm sự với mọi người. Tớ sẽ nghỉ game một thời gian dài và tớ sẽ nghỉ TikTok nữa để tập trung vào việc học lớp 12 của mình, để chú tâm việc thi cử của mình. Cảm ơn 39, một ca cục kim cương của tớ đã đi cùng tớ suốt quãng đường dài và sát cánh cùng tớ. Mọi người đừng quên mình nha. Tớ sẽ trở lại sớm thôi. Giờ thì tớ xin tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một kỳ thi nhiều kết quả tốt. Tạm biệt mọi người.